có gặp thì còn có nhậu chứ còn hồi trước có cái gì á bạn bán chạy cái xe tay ga bạn nhậu rồi cũng có nhậu 2-3 lần thì chạy ổng đi cũng đi bán bảo hiểm đồ bảo hiểm là dẫn đường ta đi bán bảo hiểm ổng chịu nhậu chịu chơi nó sẽ đâu ổng cũng đi nói một bài giá thì đủ mà điện cái ghe xác minh lên rồi ngồi rút nút rồi bịch đít cũng chọc dê đó nghe nhưng á là phát hiện là trước thì nghe nói cụ thể là không bà ngoại nó không có trực tiếp cho mình nói với mình nói đâu cho chính xác thì lại bỏ thường đó, mới thấy nó xanh tái tái cũng như nó con ngán á nó mẹ đi đó, thì lại là khám thì bà phường nó nói là có thai cấp đó là bà chưa biết ở với ông Minh này là cũng như chồng bà ở bà ngoại cũng như chồng đó. Như vậy thì bà Phường bà cũng lớn tuổi, bà chích thuốc cũng gần đây nè. Bà nói là bà dưỡng thai với gì là bà không có phá thai, bà không có phá thai coi như là ác. Coi như làm phước á chú. Bà làm phước mà bà già rồi bà làm được. Đó, thì bà người ta nói rồi lợi em hỏi ông Xuân Minh, ông chồng đó, là mượn 15 triệu vậy đó. Mình cho đi tính trên, kém phá. Chính bà ngoại luôn ha. Chính bà ngoại nó mới biết, dẫn nó đi mới biết công cuộc này. Dạ. Mà cấp nó chưa lộ. Nhưng mà có mình bà đó biết thôi. Dạ. Đó. Nhưng vậy thì cho nên là ông để nuôi. Ông quyết định là để nuôi. Ông không cho mượn tiền mà ông không muốn cái đó. Dạ. Thì ông tính đâu cũng như cái người ngoài. Đó. Rồi cho nên nó mới học cái câu chuyện nghiệm. Đó. Thì thấy thì con nhỏ này có cái hiện tượng là tiền bạc cũng để ý lâu rồi. Yeah. Đó, rồi mày thấy nó cũng có hơi u mà nó bận áo thắt vậy nè. Yeah. Rồi nó cũng ăn cái kiểu mà ấm nén rồi có chữa rồi không muốn ăn rồi muốn là mình lớn mà nó nhìn là biết nó đi nó biết mình. Yeah. Nhìn mình cũng biết nó tới gần 5 tháng rồi còn gì nữa. Yeah, đúng rồi. Thì cô giáo có gặp thì còn có nhậu hồi trước có cái gì á bạn bán chạy cái xe tay ga bạn nhậu rồi cũng có nhậu 2-3 lần thì chạy ổng đi cũng đi bán bảo hiểm đồ bảo hiểm là dẫn đường ta đi bán bảo hiểm ổng chịu nhậu chịu chơi nó sẽ đâu ổng cũng đi nói một bài giá thì đủ mà điện cái ghe xác minh lên rồi ngồi rút nút rồi bịch đít cũng chọc dê đó nghe nó vậy là ổng thuộc gì mê lắm. Còn chú không có đâu vậy đó. Mà giá thì nó chơi qua lợi thôi cho nó vui thì chú phái cái vui. Dạ. Chứ còn mình cái chỗ nạn ăn cúng cúng là không có quơ hút tầm bậy. Chú thường chú nói với mấy ông già chứ chú là mà uống cà phê chơi trời. Chú nói mấy ông còn găng thì cỏ ngoài bờ không ai quản lý ở trên cũng như là cỏ quan á thì cứ cạp được nên cạp. Nghe không? Còn tới rụng găng rồi đủ mà cạp cũng được mà ông cạp tầm bậy là ông chịu rồi chứ ông đừng nói tôi kêu rồi. Không có được. Dạ đúng rồi. Phải không? Cái chỗ nào người ta không trồng không quản lý cái khu đó thì mình cứ cạp ai cắt được thì mới ăn đó. Còn cái chỗ nào ta chăn nuôi thì đừng có rớt vô đó mà không được cái ăn cái đó phải hồi đòi hỏi chủ người ta cho hay không ta tức là mình hỏi bà đó bà có yêu mình hay không thì mình đã nhào vô còn quơ hốt là không được chết mất uy tín chết đủ mà tù chú biết mà chú té đâu chú biết mà bây giờ làm sao mà ấy được gặp nó đi học quá lợi gì cho mình không. Chứ mình là đỏ thì mình cũng đỏ. Nó còn nhỏ mà không chở ngang cái dù thì thấy gì thôi. Còn nói mà nếu mà tôi ở kế bên nhà mà ngay đó là tôi đụ mà là cũng như tôi thuộc lòng hết trơn tôi có ý thôi. Nói xin lỗi với đụ. Đi đâu mà gì ấy ăn đám giỗ đám cưới mà phải mất chù mép mà dính mép là tôi biết rồi. Ăn dựng thì phải chù cho sạch. Yeah. Cũng như chú nói với cưng đi ăn quán là phải lấy cái khăn giấy gì đó lau cho sạch. Đừng có để dính cái bún này nọ kia là gì vợ mình nó ông tôi quá không ăn. Nó có cái lộ hết trơn phải không? Ăn dụng phải chù mép. Người ta thường nên nói vậy phải kính chút. Mình có vợ có con có xu có gia nó mất uy tín lắm. Vợ vừa càng nhằn mất công mệt lắm. Yeah. Phải khôn khéo. Đừng có dụng quá. Khi mà biết cháu mình là có bầu với ổng rồi thì là bà ngoại là tính là đi mượn tiền ổng đi phá ha chú. Hồi đầu tiên là phát hiện là trước thì nghe nói cụ thể là không bà ngoại nó không có trực tiếp cho mình nói với mình nói đâu cho chính xác. Dạ. Thì lại bỏ thường. Dạ. Đó, mới thấy nó xanh tái tái cũng như nó con ngán á nó mẹ đi đó, thì lại là khám thì bà phường nói là có thai
cấp đó là bà chưa biết ở với ông Minh này là cũng như chồng bà, ở bà ngoại cũng như chồng đó. Như vậy thì bà Phường bà cũng lớn tuổi, bà chích thuốc gần đây nè, bà nói là bà dưỡng thai với gì là bà không phá thai, bà không phá thai coi như ác, coi như làm phước đó, bà làm phước mà bà già rồi bà làm được đó. Thì bà người ta nói rồi, lợi em hỏi ông Sông Minh hoặc ông chồng đó, là mượn 15 triệu gì đó mình cho đi tính trên kém phá. Chính bà ngoại luôn ha. Chính bà ngoại nó mới biết, dẫn nó đi mới biết công cuộc này mà cách nó chưa lộ. Nhưng mà có mình bà đó biết thôi đó. Nhưng vậy thì cho nên là ông nói là để nuôi, ông quyết định là để nuôi. Ông không cho mượn tiền mà ông không muốn cái đó thì ông tính đâu cũng như cái người ngoài đó. Rồi cho nên nó mới học cái câu chuyện nghiệm đó, thì thấy thì con nhỏ này có cái hiện tượng là tiền bạc cũng để ý lâu rồi đó. Rồi mày thấy nó cũng hơi u mà bận áo thắt vậy nè. Rồi nó cũng ăn cái kiểu mà ấm nghén rồi có chữa rồi không muốn ăn rồi muốn nó nhìn là biết nó đi nó biết mình nhìn mình cũng biết nó tới gần 5 tháng rồi còn gì nữa. Đúng rồi. Thì cô giáo mới phát giác ra đó. Thì tôi nghe nói lợi với mình không có ở trong nhà trường đó, mình đâu có học sinh học gì với nó đó. Thì cô giáo mới hỏi, nó mới hỏi là cô giáo người hỏi trò chuyện này kia là ở với ai, nói cô giáo người nó nghe nói mà không biết khó hay không đó, hả người ta thêm bớt thì nói ở đâu với bạn bè học sinh. Thì cô giáo nói là khi ra lớp rồi cô giáo kiểm tra phòng hết, kiểm tra phòng tắm phòng ỉa tôi lét hết thì không có thằng nào đó. Mà tại sao có cái vụ này đó, thì mới chở em bé này đi nó vô mới khám ở cầu kìa. Thì nói có thai đó, thì trực tiếp báo công an liền vụ án này để cô giáo cảnh giác. Xong người ta là giáo viên, người ta quản lý bao nhiêu em về khi trong trường thì có cô giáo, khi về nhà thì có phụ huynh học sinh. Người ta thấy hai cái liên kết này thì ta phải gắn kết với nhau đó. Bây giờ với em này á có trộm cắp, em này xì ke ma túy, người ta phải liền báo với phụ huynh học sinh để khắc phục sửa chữa cho cháu này, con của người ta. Thì nhà trường thì có cô giáo, về nhà thì có cha mẹ. Thì chú muốn nói là phụ huynh á phải quản lý hai cái khâu này chặt chẽ mới trở thành học sinh được. Còn đi vô trường mà quậy quá thì người ta mà năm lần bản tự kiểm không được thì đuổi về nhà làm sao làm đó. Thì chú đại khái là chú săn tin là cũng như người ta báo mình, nó nói mình vậy. Chứ còn mà cái cỏ ở trong á là nó 100% thì mình ở trong công cuộc đó mình mới biết 100%. Còn cái này là phải nó 70-80% là cơ bản, cái gì rồi phải ra cái nấy. Còn chú không có dựng nó thêm nó mới cái đó là chính xác. Bây giờ đưa tin xã hội lên mạng ở trên không có làm sao mà có được. Chú cho xin hỏi là chú biết cái ông ngoại này là ở với bà ngoại đó là bao nhiêu năm, cũng lâu chưa? Cũng lâu rồi. Mà cũng như người ta ở thầm rén trước 2-3 năm mình cũng biết, rồi tới chừng ra mặt luôn thì nó đã 5-6 năm, 2-3 năm. Với theo mình xác hiện là cái tình yêu không phải một ngày một bữa được. Cố như mình cua cái cô gái ra đi cũng mẹ cũng là hết tiền hết bạc mới có được. Bây giờ chú nói với mấy cháu đi vô quán thì nằm cái võng thì cũng phải kêu ly nước uống, cũng như lại giờ mấy chú mình ở đây nghe. Cái võng ai đâu mà bán quán mà đi vô rồi đi giấc trưa vô nằm không, rồi tối ngày ta đối chích lý mẹ ta lấy gì ta sắp không. Chú nó có nói bằng sự thật. Muốn đi tới đâu thì vô quán thì cũng phải kêu trên nước này nọ, kêu muốn làm dọc thì mình thì biết cái ở đây cũng như là 2-3 năm thì có thể 4-5 năm đó. Gì cách trước cách trước cũng 1-2 năm nữa. Rồi bây giờ chú nói với mấy cháu nè, bây giờ con nhỏ con gái là nó nghèo, rồi bây giờ như con mà muốn dê nhỏ này gái đẹp thì cũng phải cái này cái kia cái nọ mới tò mò mới yêu nó được, khi không gái nào gái không ăn, gái nào gái không uống đó. Thì chú nói vậy thôi, rồi từ từ mới cơ cấu vào cái tình yêu, mà tình yêu từ từ mới cơ cấu vào tình dục. Nó phải có cái chuyện đó, nó từ đầu đến đuôi, mà từ đuôi đến đầu nó có giao hữu được chứ không người ta đè ta được sao. Tại vậy nếu mà cái tình tiết này xảy ra như vậy mà mình kết cấu lại như ông này là ông âm mưu, giống như là ông từ đó. Đâu luôn là có dự tính rồi. Bây giờ ở bà ngoại người ta thì con nhỏ này nó tới luôn, ông chở ông đưa hoài nè rồi ông này á ông thấy ông để ý nhỏ này, có khi nó mập mạp vì chúng nó đi đó lại rất nhiều lần. Rồi con nhỏ này nó không phải như con của người ta đâu có chặt chẽ ăn nói, có khi là hở tiếng nói nó đâu có biết khôn. Mà
cái này là để từ nhỏ. Cô có khiên nó tắm rồi ổng ở ngoài đụng mà ổng ghinh, ổng bò hay sao. Ổng có cái yên xấu rồi. Là ngoại thấy là con cháu rồi. Đó, bà ngoại không quan tâm đó, chúng là nó đúng nè. Đã con người, con cháu cho dung đường mình, bởi vậy người ta nói chú nói tại sao bây giờ con cháu bây giờ cái lực bây giờ nói chung với xã hội đụng mà cháu gái mà chú nói xin lỗi mà nói tái nghị chưa ác gì cũng cái lộn mà cháu trai mình hung được con cặc con cu của nó. Cái đó là đúng nghĩa mình nói cháu con dung đường mình gái mình thôi. Phải không? Nó đúng chúng nó vậy. Cái tái nghị nó, bởi vậy sao em nói nó nói mình nói không phải nói gì không phải là qua đủ cái nắm thằng ghế cái con ở với bà và vợ cũng thiếu gì mà ông già ở với con dâu con này cũng thiếu gì cái xã hội. Ở chỗ chú cũng có hai ba người chứ không phải không có. Nhưng mà có khi người ta khôn người ta giấu ép ở xã hội ta biết nhưng mà ta không dám nói chứ không phải không có đâu. Nó phức tạp lắm. Muốn mà muốn vẽ ai muốn vẽ sao vẽ ai muốn nói vậy nói nhưng mà nó thực tế nó có đi vào nội dung nó có xã hội nào cũng có cưng bật lên cái điện thoại nhiều cái xấu xa lắm xã hội mà nhưng mà mình nói chung là có con người người ta phải có cái đầu óc thông minh rồi sáng ý rồi mình phải suy nghĩ cho kỹ càng cái gì làm cũng vậy là cũng bài toán bài học lý thuyết gì mình phải có suy nghĩ chứ đừng có quơ hốt rồi nó không được. Tồi lắm, thiệt, đúng ra con người nhận thức kia là tồi. Rồi mình già nữa, có xui có da nữa, rồi chú có cháu ngoại cháu nội nữa. Nó con mình có coi ra gì, rồi xã hội coi ra gì. Đủ mẹ ra ngoài có mô úp mặt, lộ con chết mẹ. Tự giận gì, tu cũng chết. Coi như bây giờ là coi như là không dám nhìn ai đâu chú. Vậy chứ còn gì nữa, rồi đi nói nha. Thì là ông có xui da cho chú. Có hả chân, tuổi đó có hai thằng con trai có hả. Con gái đã mà lon đi gì quá. Rồi vợ mình bắt chấp mình đó. Phải không? Cô thấy cái tồi tàn, cái tệ bại của ổng không? Rồi danh giá cựu chứng binh. Đó, bây giờ chú nói chung là mẹ cả xã, cả huyện, rồi cả tỉnh luôn. Cái tin này mà nếu mà đăng phải lên ngoài đời đó, ai mà đăng lên chứ. Mạng rồi á là coi chừng vợ ổng ở ngoài vợ ổng có nói vợ ổng mãi cũng ngoài Mỹ không chừng cũng có biết rồi. Biết rồi. Vợ ở ngoài Mỹ ở đâu? Biết nghe nói vợ mày Mỹ rồi con là Đài Loan. Khi mà chưa có bụng ra ngoài bà con mình biết là nhiều khi người ta cũng đã biết chắc rồi. Ở đó biết cũng đã biết rồi. Nhận đón nhưng mà chưa dám biết chứ cái con trong gia đình mình nó lấy người ta đi mà trong gia đình có khi nói còn chửi nữa mà như ở ngoài có thể người ta đánh giá bởi vì chúng nói lại giờ nó mấy cháu cái tình yêu anh cũng có giấu được sớm là muộn anh không có giấu giờ lúc nào được. Bây giờ tôi nói bây giờ cháu này cháu gái tôi là trai ngồi mà hai đứa mình yêu nhau rồi đủ mà tôi cầm cặp mắt tôi cũng biết người yêu với nhau đủ mà nói gì nói nín tinh nó cũng đá với nhau nó đá là nguyên nó đá là mũi nó đá gì cũng đá được không mà thực tế có không bây giờ nhìn đi bây giờ mai mốt cái cặp tình yêu mở lại ngủ nước rồi mình chen cho mình ngồi đây mình biết thầy nói gì không có đường nào mà tôi nói không có qua khỏi mắt tôi. Cái con người hai người á nó câu kết nó yêu với nhau á nhiều cái nói không có như mình được nó phải có cái thối lộ cái biểu hiện cũng như mình nói là thường anh em rồi vợ chồng có khác rồi nói cái nhiều cái tiếng nó chống phọc chống biểu mà nó quá đậm rồi cái đó là thuộc kia nó đậm rồi đó. Là bắn vào tim rồi đó đụng mà xong thẳng vào tim thì cấp nó yêu đậm rồi ha đó mà cái chuyện bằng ăn thì mình chưa biết nó phải đi vào cũng được nữa. Chia sẻ cái bức xúc thì cũng... thiệt đúng rồi bây giờ hỏi hết trơn và dài ra con có cái vụ mà nói ông Minh có mày đi vô uống nước rồi con giống con lắm nào thưa con mấy cháu ở đâu. Vâng, cảm ơn cô chú đã theo dõi video. Đây là cái video ngắn chia sẻ về cái chú này lúc trước cũng thường biết cái ông ngoại cũng thường có ngồi nhậu chung một vài lần cho nên chú này cũng gần về cái thân thế của ông ngoại ở đây. Thì lúc trước ông ngoại cũng có cái tánh gọi là thấy thích đàn bà hay giảng đàn bà cho nên cái chú này cũng biết gần lắm. Hôm nay chú có chia sẻ về cái tình cảnh mà ông ngoại cũng như là cái cháu bé 13 tuổi này đây thì cái sự việc nó đổ bể ra sau khi mà
bà ngoại cố tình để đi tìm cách để bỏ cái bầu của cháu 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 ngoại của mình đây. Thì sự việc nó vỡ lẽ ra khi cái bầu ngày càng bự lên, thì mọi người đã biết, thì sự việc nó phức tạp phía sau nữa. Thì mời cô chú anh chị tiếp tục theo dõi những cái tình tiết mới nhất trên kênh Miền Tây Hậu Giang ha. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại cô chú mình những video tiếp theo.